Quý khách hàng đang có nhu cầu tìm nhà gần khu đô thị Sala, gần với viện 103 và với viện Ca Tân Triều, gần với lại trục đường Sala Nguyễn Xiển, thì trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị hai căn nhà cụ thể thuộc tổ 9 Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà này thì cách những vị trí Ngọc Ánh vừa đọc nó chỉ phạm vi bán kính 1,5 km quay đầu, xung quanh đi lại vô cùng thuận tiện. Cụ thể đường ngõ trước nhà 2m2, cách với đường ô tô đi lại 150m. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về và ở. Thông số nhà như sau: diện tích 36,3m2 trên sổ đỏ, hướng nhà là hướng đông bắc quý vị ơi. Và Ngọc Ánh ở đây có hai căn thì Ngọc Ánh sẽ review cái căn phía bên trong cho quý vị nha. Căn nhà này cụ thể trên sổ đỏ là 36,3m. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ đầu tư ốp đá granite đầy đủ, rất là đẹp. Thiết kế 4 tầng, đường to ngõ rộng, thông thoáng hướng nhà đông bắc. Đi lại giao thông vô cùng thuận tiện, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ trường phường trạm, tiện ích sinh hoạt đi lại rất là ok. Và phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính nha mọi người. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà mọi người ơi. Với cái tầng 1 của ngôi nhà, căn nhà này đã được hoàn thiện gần như tới 99%, chỉ việc dọn đồ về ở, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này giá chào bán hiện tại đang là 3 tỷ 150 triệu đồng quý vị ạ. Và bao toàn bộ phí thuế với căn nhà này, quý vị có thể chi trả trước cái phần tiền mặt khoảng tầm 1,5 tỷ đồng. Phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm. Với những cái ưu đãi nhất thì về cái phần ngân hàng, quý vị vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn giúp quý vị chọn lựa được những cái vị trí bất động sản, chọn lựa được những cái căn nhà ưng ý giá hợp lý nhất nha. Đó. Đây, căn nhà này phần mặt tiền nó khá là rộng, cho nên ở đây ngoài cái phần cửa chính thì ở đây còn có hẳn là hai cái cửa sổ để hướng ra phía bên ngoài, lấy cái ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái không gian của cái căn phòng tầng 1. Với tất cả các cửa sổ này thì các vị có thể, quý vị có thể nhìn thấy giúp em ở đây là được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Toàn bộ cái không gian căn nhà này được chủ đủ nhà sơn màu trắng quý vị nha, gạch lát nền kích thước 60-60 vân đá màu trắng. Với tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây Ngọc Ánh đang đứng đó chính là phòng khách nha. Phòng khách đây ạ, rất là rộng, được chủ đầu tư thiết kế toàn bộ cái trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, đầy đủ hết rồi, móc chờ trần quạt trần đây. Đó, hợp lý, Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể, cô dì chú bác anh chị nào có nhu cầu thì cứ alo cho em ngay. Và phía tầng 1 của ngôi nhà có một cái phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, đáp ứng được cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, hệ thống vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, chi tiết chưa ạ? Như quý vị nhìn thực tế ở đây thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang của trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc cổ bậc cầu thang là lát đá đen cổ trắng, màu sắc rất là tinh tế, sạch sẽ và nhã nhặn. Ngọc Ánh review đã rất rõ ràng về tầng 1 rồi, tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá nha. Đừng rời mắt khỏi video ạ. Quý vị ơi, đây Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 2 thì tầng 2 thiết kế như thế nào? Đây chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà nha mọi người. Một hẳn là một cái không gian bếp riêng ở phía trên tầng 2 này. Bàn ăn quý vị có thể để ở đây này, rất là thoáng đây. Cửa sổ mở ra ngập tràn ánh sáng vào trong căn phòng mọi người ạ. Đấy. Và cái không gian phòng bếp này thì mọi người có thể nhìn thực tế luôn, chủ là lát gạch màu trắng, đồng thời cái tủ bếp này đã hoàn thiện xong hết rồi, đầy đủ chỉnh chu, tủ gỗ an cường chống cong vênh mối mọt đó. Và cái thiết kế hai màu, hai cái tông màu nổi bật, màu trắng và màu nâu, nhìn nó rất là sang mọi người ạ. Xung quanh bếp thì ốp đá đen granite, mặt bếp cũng vậy. Đây, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 rất là dày dặn chắc chắn nha mọi người. Đây, chậu rửa, vòi rửa ở đây, hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng được lắp đặt đầy đủ rồi. Với căn nhà này đúng như theo hiện trạng thì chỉ việc kéo vali về và ở thôi. Đó, hành lang đi vào, với ngoài cái tầng 2 thì thiết kế một cái phòng bếp thì ở đây còn một phòng ngủ quý vị nha. Căn nhà này thiết kế cũng khá là hợp lý, độc đáo đấy ạ. Đây xem nào, thiết kế tầng 2 đây mọi người ơi, có một cái cửa hướng ra ban công, ban công này mở được nha mọi người. Đây này, có ban công hướng ra phía bên ngoài này, chủ nhà
Ở đây cái căn phòng này là chủ đã lắp cho mình một cái bộ rèm rất là xinh xắn rồi mọi người ơi. Đó. Và tiếp theo, trong phòng ngủ này thì thiết kế theo kiểu master phòng ngủ và phòng vệ sinh ở phía bên trong. Thì phòng vệ sinh này như quý vị nhìn thực tế nha, rất là rộng đấy ạ. Đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo này. Đó, hệ thống quạt hút mùi này, cửa sổ mở ra phía bên ngoài và một cái khu vực để chờ bình lắp bình nóng lạnh. Đây. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Rất là hợp lý mọi người ạ. Căn phòng này thì thoáng ngập tràn ánh sáng, được lắp đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Cửa thông phòng thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Căn nhà này Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người diện tích 36,3m trên sổ đỏ. Tuy nhiên, từ phía tầng 2 của ngôi nhà có xây thực tế là đua ra khoảng tầm 30 phân mọi người ạ. Cho nên là cái diện tích sử dụng ở trên tầng 2 thì nó lớn hơn một chút so với tầng 1. Đó. Tầng 2 đã xong, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở giữa mọi người ạ. Thì đây chính là cái căn phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3. Rất là rộng, căn phòng ngủ nào cũng vuông vắn, không bị chéo, không bị vát, không lỗi phong thủy quý vị nhá. Đó, Ngọc Ánh chia sẻ nó rất là cụ thể. Có như thế nào thì Ngọc Ánh chia sẻ như thế. Quý vị cứ cân nhắc thật là kỹ, xem video thật là kỹ trước khi muốn đi xem nhà. Đó, để quý vị không mất quá nhiều thời gian chọn lựa những cái hình ảnh, sợ rằng hình ảnh tràn lan trên mạng nó không đúng với thực tế. Chẳng hạn khi Ngọc Ánh đã làm khác với lại xu hướng rồi, đó là quay review chi tiết cụ thể ngõ đường giá vị trí cho mọi người. Cái giá thì quý vị cứ yên tâm một điều, đó là giá chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng tiêu dùng nha. Đây, cửa nhà phòng ngủ đây, rất là chắc chắn. Tiếp theo, căn phòng ngủ thứ 3 của căn nhà. Trời ơi, cái nào cũng cửa sổ, cửa mở thông thoáng được ra bên ngoài. Ban công này thì quý vị tha hồ trồng, yêu thích trồng hoa, hoa hồng, hoa lan thì cũng rất là hợp lý nha. Đấy, rèm cửa này. Tất cả các phòng ngủ thì đều được lắp đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa rồi. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì đã có 3 căn phòng ngủ riêng biệt rồi quý vị nha. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi thì tầng 3 có một cái căn phòng vệ sinh ở giữa hai phòng ngủ. Phòng vệ sinh này thì như quý vị nhìn thực tế đây, bồn cầu liền khối này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này. Màu này rất là đẹp mọi người ơi. Nhìn rất là xinh nha. Lavabo này. Rồi là đây là cái khu vực để chờ bình nóng lạnh mọi người nha. Quạt hút mùi này, cửa sổ thông thoáng, đáp ứng cái tiêu chí sử dụng của mỗi tầng. Và mọi người cho em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây quý vị nhìn thấy không? Ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang này. Nắng đến chói cả mắt luôn ý mọi người ạ. Đấy, hệ thống tay vịn cầu thang thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của căn nhà toàn bộ là sử dụng gỗ lim. Và thiết kế của tầng 4 như sau. Đây chính là cái không gian phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha. Phòng thờ nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn có cửa sổ hướng ra được phía bên ngoài để lấy ánh sáng đó. Tiếp theo một cái phòng ngủ nữa. Đây, như vậy căn nhà này Ngọc Ánh sẽ nhấn mạnh và nhắc lại với quý vị, căn nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ nhà lắp tặng cho mình rèm cửa này. 4 phòng thì cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài rồi. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc quý vị ạ. Đó, hướng đông bắc, mọi người đang quan tâm cái hướng nhà hướng đông bắc thì có thể liên hệ với em ngay. Nó rất là gần với lại khu đô thị Sa La này, gần với cái trục đường Sa La Nguyễn Xiển, nói chung đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Đây là phần sân phơi mọi người ơi. Đây là phần sân phơi nha. Rất là thoáng, khu vực để máy giặt riêng, sân phơi riêng. Đó, xung quanh thì dân cư quá là đông đúc rồi. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị và nhắc lại với quý vị, với cái căn nhà này diện tích 36,3m trên sổ đỏ, cái hướng nhà là hướng đông bắc, vị trí thì thuộc tổ 9 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Em chỉ dùng duy nhất hai số điện thoại này thôi. Mọi người có thể alo ngay cho em để đến với nhà tốt, chọn lựa được cho mình những căn nhà ưng ý hợp lý nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng yêu quý của Ngọc Ánh ở những video tiếp theo.